Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lý Hoa Hồng Vlog. Được gặp lại các bạn trong Lý Thật Là Vui. Hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn đổi tên Zalo bằng ký tự đặc biệt nha. Còn bây giờ thì xin mời các bạn theo dõi video của mình. Xin mời. Vào Zalo này nha. Zalo các bạn vào cho mình cái thêm này nha. Các bạn vào là cá nhân. Các bạn vào cho mình cái 3 chấm này. Các bạn ấn vào thông tin này. Các bạn ấn vào đổi thông tin. Đây. Đến đây mình sẽ ấn về nha. Ấn về mình vào bất kỳ cái trình duyệt map nào, trình duyệt map nào của mình nha. Trình duyệt này được, vừa chôm được, nói chung là cứ trình duyệt là được nha các bạn nhé. Thì mình sẽ vào trình duyệt chôm nha. Và trình duyệt chôm thì xem các bạn kiểm tra xem ba chấm này, kiểm tra xem có dùng trang web trong máy tính không nha. Đây, nhưng mà như mình chưa, như này mình sẽ tích vào nha. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái đăng tìm kiếm này nha. Mình sẽ ghi là ký tự đặc biệt nha. Ký tự đặc biệt như này nha. Xong các bạn ấn OK. Đấy, nó sẽ ra cái trang như này. Mình sẽ phóng về gần nha. Mình sẽ vào đây. Nói chung là mấy cái dưới này trang nào cũng được nha. Mình sẽ vào cái trang này nha. Vào trang này. Đấy, ở đây là nó sẽ hiện cái trang như thế này nha các bạn nha. Thì bây giờ mình muốn đổi tên thì mình sẽ ấn vào cái phần này. Đây. Nhập tên của bạn đây. Mình thích tên của mình như thế nào mình sẽ ghi vào. Không chẳng hạn. Như mình sẽ đổi tên này. Lý Hoa Hồng chẳng hạn như thế này. Thì bên trái, bên phải, bên trái cũng như là bên đầu. Đầu ấy. Mình sẽ chọn ở đây. Mình thích chọn cái nào chọn nhá. Mình chọn đại cái này đi. Xong là giữa. Thì ấn vào. cách thì do cách ở dưới mình sẽ chọn những cái này, mình sẽ chọn cái này nha. Thì các bạn chọn thấy cái nào hay thì các bạn chọn cái đấy, còn bên phải cũng như cuối ấy. Tiếp tục ấn vào cuối, mình cũng chọn như cái đầu đi, lại như vậy đi. Xong là các bạn ấn vào cái phần đổi tên này. Ok, chờ tí đang tạo tên này. Thì nó sẽ ra như này. Các bạn vuốt ở đây này, vuốt lên, vuốt lên, vuốt xuống này. Mình lấy tên nào cũng được, mình lấy tên nào thì mình chọn thôi, mình vuốt như thế nào. Hoặc là các bạn muốn lấy như cái ở trên này nó tặng như thế này là các bạn thấy ok thì các bạn chỉ việc sao chép vào là được. Mình thích cái dưới, như cái ở dưới này nó nhiều kiểu hơn, mình thích kiểu nào mình sẽ chọn kiểu đấy. Rất nhiều luôn. Ví dụ mình sẽ chọn thử cái này đi xem. Mình sẽ ấn vào đây. Mình sẽ ấn giữ nhé. Rồi kéo nó ra. Kéo ra. Kéo ra hết đi, xong là mình sẽ ấn vào cái đây là cái mục sao chép, cái ô này mình sẽ ấn vào đây là đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ trở về nhá, là mình vào Zalo nhá, vào Zalo nhá. Đến đây mình sẽ xóa cái tên này đi, mình ấn vào giữ vào đây, dán vào à, được cái tên mình thì bây giờ mình sẽ ok cập nhật. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn mà thấy video của mình hay, có ý nghĩa thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Xin chào.